Xin giới thiệu với các bạn, đây là cái động cơ scooter. Con này có đường kính là 13 đường kính là 33 cm. Đấy, bản rộng thì bản rộng là 14 cm, 14 đến 15 cm nhé. Thì cái này hôm trước có giới thiệu rồi, nó là động cơ 48V 800W. Đấy. Các bạn có thể chạy 60V cũng được. Chạy 48V cũng được, chạy 60V thì nó sẽ nhanh hơn so với chạy 48. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video test tốc độ cho các bạn. Tốc độ ở đây mình sẽ tính theo cái vòng tua trên 1 phút. Và từ đó mình sẽ nhân với lại chu vi bánh xe, có nghĩa là nó sẽ ra km/h. Đấy. Đây là cái đồng hồ test này. Nó sẽ test cái vòng tua. Đấy, đối với cái con này hiện tại là vòng tua của nó là 642 vòng trên phút. 642 vòng trên phút thì các bạn từ đó các bạn sẽ nhân với lại chu vi của nó là ra tốc độ km/h, thì mình sẽ tính cho các bạn. Với 645 này nhân với lại 3,14 nhân với lại 0,33 là nó sẽ ra là 66 này, nhân với lại 60 phút trên giờ, tốc độ là khoảng 40 km/h. Đấy, chia cho 1.000 đây thì nó sẽ ra tốc độ của nó là 40 km/h các bạn nhé. Đấy, theo tốc độ lý thuyết thực tế là 40 km/h. Tất nhiên thì khi các bạn chạy có tải nó sẽ giảm một chút thôi nhé, nó giảm một chút thôi, không giảm nhiều. Sau đây mình sẽ test cho các bạn với cái tốc độ là với cái điện áp 60V nhé. Và đây sẽ là cái tốc độ của 60V. Thì vòng tua của nó sẽ là 825 vòng trên phút. Và mình sẽ áp theo cái công thức vừa rồi mình tính tiếp cho các bạn nhé. 825 này. 825 nhân với này 3,14 là số pi. Nhân với này đường kính của nó là 0,33 bằng này. Nhân với này 60 phút trên giờ này, bằng này, chia cho 1.000 này. Đấy, tốc độ nó sẽ được khoảng 51 km/h các bạn nhé. Đấy, thì khi các bạn chạy với này có xe có tải, thường thường xe này nó nhỏ thì nó cũng không giảm tải đâu. Các bạn lên tải thì nó sẽ cũng ngang ngang với 50 km/h. Đấy là hai cái giải điện áp đấy, thì tùy khách hàng nhé. Khách hàng có thể sử dụng hai cái giải điện áp đấy đều được. Động cơ này nó đều có khả năng chịu nhiệt rất là tốt. Các bạn chạy 60, 72 hay là 48 đều được. Thì đây là mình sẽ test sơ bộ cho các bạn ở hai cái giải tốc độ và hai cái giải điện áp này thôi. Đấy, chạy động cơ thì rất là êm. Con này thì dùng phanh đĩa các bạn nhé. Đây là cái mặt bắt ốc phanh đĩa này. Đấy, thì tổng thể nó là như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem video, và nếu thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mình đăng mới video lên nhé.